thanh toán viện phí bằng thẻ khám bệnh, giải pháp thanh toán viện phí từ Vietinbank. Bước 1. Bệnh nhân đến đăng ký khám bệnh tại quầy đăng ký khám bệnh. Bước 2. Nhân viên bệnh viện nhập thông tin đăng ký khám vào phần mềm, liên kết thẻ khám bệnh với mã bệnh nhân, in thông tin bệnh nhân lên thẻ khám bệnh, phát thẻ khám bệnh và hướng dẫn bệnh nhân nạp tiền vào thẻ, thu tiền khám bệnh ban đầu qua thẻ khám bệnh, phát phiếu khám bệnh có xác nhận đã thanh toán cho bệnh nhân. Bước 3. Bệnh nhân đến phòng khám để bác sĩ khám bệnh và cho chỉ định cận lâm sàng. Bệnh nhân xác nhận thanh toán trực tuyến qua thẻ khám bệnh tại đây, hệ thống sẽ tự động trừ tiền trong tài khoản thẻ khám bệnh. Bác sĩ in phiếu chỉ định có xác nhận thanh toán giao cho bệnh nhân. Bước 4. Bệnh nhân thực hiện cận lâm sàng, nhận kết quả cận lâm sàng, quay về phòng khám để bác sĩ kết luận. Lưu ý, một số bệnh viện cho phép bệnh nhân có thể thanh toán chỉ định cận lâm sàng qua thẻ khám bệnh ngay tại phòng thực hiện cận lâm sàng. Bước 5. Sau khi nhận kết quả khám bệnh, bệnh nhân mua thuốc theo chỉ định của bác sĩ hoặc tạm ứng viện phí nếu phải nhập viện. Bệnh nhân có thể sử dụng thẻ khám bệnh để thanh toán tiền thuốc và tiền tạm ứng viện phí. Chúc bạn có một trải nghiệm tốt với dịch vụ thanh toán viện phí bằng thẻ khám bệnh từ Vietinbank. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.